này á, là khu dân cư này, cái đường xá dân cư như thế này ha. Đó, cà phê. Cái đường này đi lên đây là ô tô ra vô thoải mái nha. Ở đây có một cái ao của nhà hàng xóm rất là đẹp ha. Còn cái đường này anh chị ra bên phía tỉnh lộ thì nó tầm khoảng 100m thôi anh chị ha. Anh chị ra ngoài đường có xíu xíu thôi anh chị ha. Ao hồ đầy đủ. Ao hồ này. Nhà này mà có như thế này thì tạm biệt thì quá ok anh chị ha. Đường này ra tỉnh lộ thì có từ chưa đến 100m nữa. Đó, đầy đủ anh chị ha. Ô tô ra vào thoải mái nhá. Khu này thì thuộc xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Đó. Ở đây thì thật là yên bình luôn anh chị nhá. Nhìn là khung cảnh ở đây thì quá yên bình trong một khung cảnh như vậy. Đấy. Đó. Điện đóm, đường xá, giao thông thuận tiện và giá cả cực kỳ rẻ luôn. Thì khoảng 80 triệu một sào anh chị ha. Đó, 3 sào và nhỏ nhỏ như vậy thì thôi. Nó không phải là rẻ hay đắt anh chị ha, nhưng mà nó phù hợp với những người có tài chính thấp anh chị nhá. Ý là tài chính mình có khoảng tầm 100-200 thì mình mua như vậy thì mình làm một cái nhà nhỏ nhỏ như người ta. Đó, ở đó và chúng ta xây dựng một cơ ngơi ở đây thì tầm một vài sào như vậy là vừa phù hợp cho anh chị để đầu tư kinh tế nhỏ lẻ. Và chúng ta cũng rất là gần dân cư này. Đấy, ra ngoài đây là khu dân cư, quanh đây thì điện đóm đầy đủ, nước nôi thoải mái và nó phù hợp nhỏ nhỏ, ai có số tiền nhỏ nhỏ mới ra ở riêng chẳng hạn thì cái lô này thì cũng sẽ rất là phù hợp nha anh chị nhá. Đấy. Quá đẹp. Một phần của lô đất này anh chị ha. Đây. Ở vị trí này thì có cà lớn và điều. Có những cây điều rất là to như thế này, rợp cây cà đi hết rồi. Và trên này đất trên này thì rất là đẹp anh chị ha, bằng bằng như sân luôn anh chị nhá. Bằng phẳng và thế đất lài lên. Rất là đẹp. Đúng. Thế đẹp luôn. Đó. Và sổ thì vuông vức, đất cũng vuông vức anh chị ha. Có một cái nhược điểm là khu này á thì có hơi nhiều đá anh chị nhá. Khu này á thì đất ở khu quanh này á thì đám nào cũng nhiều đá hết, nhưng mà chất đất thì rất là tốt, rất là màu mỡ. Đó, cho nên là những đám mà họ chăm được á, họ ở nhà, họ không đi làm công ty á, họ chăm được á thì rất là đẹp. Nhưng mà đám của nhà này á thì không chăm được, cho nên là cả cũng tương đối xấu thôi, không có đạt lắm đâu. Đó. Bỏng lên tận trên này. Đó, bên này chắc của người ta, của người khác rồi. Đây, đúng. Đến cái điều này thôi anh chị ha. Đó. Bên này của nhà người khác nha. Bên nhà người khác làm sạch này, họ trồng tiêu này. À, bên nhà này thì họ đang trồng cà. Đó. Thế này. Để đi một số chi tiết nữa để cho anh chị xem ha. Ở trên mình nhìn xuống thì cũng rất là tương đối rất là đẹp. Quan trọng mình phải chăm lại anh chị ha. Quan trọng là chăm lại. Chỗ này thì đường xá, giao thông, mọi thứ đều thuận tiện hết cho anh chị nhé. Đường thì rất là bằng và qua một cái cầu nhỏ nhỏ. Đó. Nhưng ô tô ra vào thoải mái. Nhưng bên kia họ chăm rất là đẹp này. Bên nhà này họ chưa chăm được. Đó. Nên là không đạt lắm anh chị ha. Nhưng mà thế đất ở đây thì vuông vức, bằng phẳng và ngay khu dân cư. Đó. Có cái thì ở khu này thì nó hơi nhiều đá anh chị nhá. Chất đất đen, hơi nhiều đá. Anh chị trồng cây ăn trái thì quá tuyệt vời luôn. Còn chị có thể hạ những cái tán điều này xuống này, rồi mình trồng cà phê đây. Đó, mình chăm lại cà phê và mình ghép lại, có thể là mình khôi phục lại rất là mạnh để cho cái cà phê nó phát triển mạnh anh chị lên anh chị ha. Và cái tách này anh chị có thể hạ đi. Những cái tách này nó sẽ làm cho cây của mình bị rợp, cho nên anh chị phải hạ đi, hoặc là anh chị để hay không là tùy mình có kế hoạch sau này. Một lô đất như vậy. Cái góc này thì nó tương đối bị khuất, cho nên là nó không được đẹp lắm này. Đấy. Anh chị nhìn trên cái thế đất đi xuống thì nó bằng, cực kỳ bằng luôn anh chị ha. Đó. Và chỗ này thì cách cái chỗ tưới tắm thì khoảng tầm một tầm 50m thôi, 50m đến 100m thôi anh chị ha. Từ cái suối lên đây thì khoảng 2 đến 3 cuộn ống. Và chủ nhà cũng chưa kéo điện anh chị ha. Nếu mình kéo điện vô đây thì mình tưới bằng điện, bằng giếng khoan, hoặc là mình khoan giếng ở đây thì cũng rất ok. Tại vì ngay đây là ngay khu dân cư, điện đóm, nước nôi thì thoải mái anh chị ha. Đấy. Giá thì cũng rất bèo nhèo thôi. Giá này thì anh chị có thể đầu tư thoải mái anh chị ha. Năm, 2 năm là giá cả nó sẽ đột biến anh chị nhá. Và khu ở đây thì dạ. Đến đây thôi anh. Ở đây thì sổ sách đầy đủ rồi anh chị ha. Ngay khu dân cư, sổ sách đầy đủ. Anh chị mua bán thì công chứng được ngay. Không có băn khoăn gì về pháp lý cả anh chị ha. Đây. Vị trí này thì cả cũng tương đối được này.
cả ở đây thì anh chị phải bắt buộc phải chăm lại rồi. Nhưng xung quanh ở đây thì người ta chăm rất là đẹp. Còn bên mình thì họ không làm được anh chị ha. Cho nên họ bỏ hoang như vậy. Cà cũng không được đạt lắm này. Đó. Cái đất rất là bằng. Quan trọng chất đất ở đây thì rất là tốt anh chị nhé. Chất đất đỏ, chất đất này là chất đất đen pha đá. Cho nên là rất là màu mỡ. Rồi, mình sẽ dừng video ở đây anh chị ha. Anh chị đi một số đoạn khác nữa nhé. Đoạn này thì mình dừng ở đây. Mình đi qua các đoạn khác để chúng ta xem tiếp. Và bên dưới suối, dưới đường đi. Trong cái lô này thì rất là bằng và sổ cũng rất là vuông vức anh chị ha. Vuông vức luôn và rất là bằng. Và cà phê này như thế này. Do họ trồng tiêu, trồng cái tách này. Nó bị rợp anh chị ha. 363 là gần 364 anh chị ha. Đất thì đất đen. Pha một ít sỏi đá. Pha sỏi đá anh chị ha. Đấy, thế đất ở đây thì cực kỳ bằng. Và hướng rất là đẹp anh chị ha. Hướng Tây Bắc nhá. Buổi chiều cũng sẽ rất là mát chứ không nóng anh chị ha. Lô này thì mình làm nhà vườn nho nhỏ thì quá tuyệt vời anh chị nhá. Đó. Thế đất ở đây thì bằng. Đây khu dân cư này. Anh chị nhìn ra khu dân cư này ha. Nó rất là phù hợp cho anh chị nào mua để làm một cái nhà vườn nho nhỏ anh chị ha. Đó. Giá cả thì cực kỳ rẻ thôi. Chủ nhà đang nhờ bán có 240 triệu. Đấy. Cho một lô đất như vậy thì cực kỳ rẻ rồi. Đó. Do họ đi làm công ty làm không được này anh chị ha. Cho nên là họ bỏ hoang như thế này. Đó. Bắt đầu từ cái bản đó đứng nha. Đi vòng qua đây. Đó. Vòng qua góc với nó. Vòng theo cái đá mì đó. Vòng thẳng lên. Vòng lên trên này. Đấy. Và mình ở trên đây thì mình nhìn thấy cả khu dân cư hết này anh chị ha. Đó, khu dân cư ngoài đó nha. Ngoài đó là đường tỉnh lộ 683 anh chị ha. Đấy, đường vào đây thì đường thể hiện trên sổ hết này. Đó. Cái khu này cũng rất là đẹp anh chị nha. À, tổng diện tích là 364 mà chủ nhà nhờ bán chỉ có 240 triệu. Quá tuyệt vời luôn. Một lô đất cực kỳ rẻ như vậy. Đấy. Đó, đây là cà lớn này. Góc này á, thì mình sẽ nhìn thấy khu dân cư rõ hơn này. Đó, anh chị nhìn ra thì thấy toàn nhà mà Thái với lại nhà ngay khu dân cư không. Và ra khu dân cư rất là gần. Chỗ này mình mà làm một cái nhà vườn thì quá ok nhá anh chị nhá. Một cái nhà vườn, cái đất thì rất là bằng. Đó. Làm nhà vườn xây lại cho rõ ràng và mình có thể đào thêm khoan thêm một cái giếng. Đó, kéo điện 3 pha. Rất ok anh chị nhá. Ngay khu dân cư này. Đó, nhà họ bên cạnh luôn. Đông vui. Và đường thì trên sổ thì thể hiện đường luôn anh chị ha. Sổ có thể hiện đường vào đây hết luôn. Đó. Rất là đẹp. Và cái sổ thì cũng rất là vuông vức luôn anh chị ha. Đây. Hoàn toàn bằng 100% luôn. Sổ là 364 anh chị ha. 363, 364. Đó. Rồi, anh chị quan tâm thì liên hệ ngay để đi xem và chốt nha. Cái đường đi của nó anh chị ha, rất là bằng nhá anh chị nhá. Đường đi sẽ rất là thuận tiện. Đó. Về giao thông. Này, đường đi như thế này. Và đường đi này thì để ra bên phía tỉnh lộ 683 thì rất là gần luôn anh chị ha. Chưa đến 100m mà. Đấy, bên suối ao nhà hàng xóm này. Đó. Đường đi như thế này. Bằng và thuận tiện. Đó, ra đây là khu dân cư rồi. Đó. Ngay khu dân cư, đường xá thuận tiện. Mọi thứ đều ok hết anh chị ha. Đây, ra đây là ra tỉnh lộ 683 này. À, hướng này thì về Đắc Minh. Còn hướng này thì về Cà Đông Nô. Ngon lành anh chị ha.